Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn tại Tóc Khám Phá. Từ trước đến nay, chúng ta thường nghe câu Haki luôn sẽ khắc chế được trá ác quỷ. Haki sinh ra là để đối đầu với trá ác quỷ trong One Piece. Đúng thật là sức mạnh Haki có thể sánh ngang với sức mạnh trá ác quỷ. Tuy nhiên, đôi khi sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Khi trên thế giới One Piece có tồn tại một số trá ác quỷ có khả năng khắc chế ngược lại cả Haki luôn đấy. Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay, chúng ta hãy cùng Tóc Khám Phá đến với những trá ác quỷ có khả năng khắc chế được Haki trong One Piece. Trá ác quỷ của Jewelry Bonney. Đầu tiên, hãy nói đến trá ác quỷ của cô nàng bí ẩn nhất trong phim, Bonney. Bonney là một hải tặc sở hữu một sức mạnh của một trá ác quỷ kỳ lạ mà chúng ta vẫn chưa được biết tên. Tuy nhiên, về phần năng lực của nó thì chắc chắn nó phải rất đặc biệt rồi. Bonney sở hữu một loại năng lực có thể tác động trực tiếp lên tuổi tác của người khác, biến cho họ trở thành một đứa trẻ hay trở nên già đi như ý thích của mình. Và với sức mạnh như vậy thì liệu Haki có ngăn cản được hay không? Dù cho có bọc Haki vũ trang khắp cơ thể hay đoán trước được việc Bonney chuẩn bị làm gì thì cuối cùng cũng sẽ bị cô biến thành một đứa trẻ hay một ông bà già thôi. Tuy rằng mình vẫn không hiểu tại sao Bonney lại bị râu đen bắt được sau khi sở hữu một sức mạnh tuyệt vời như thế, nhưng chắc chắn rằng cô có một mục đích gì đó to lớn trong việc để râu đen bắt mình như vậy. Trái Soru Soru. Trái Soru Soru là một trá ác quỷ thuộc quyền sở hữu của tứ hoàng mẹ thiên hạ, Big Mom. Sức mạnh của trá ác quỷ này chính là giúp cho Big Mom có thể dễ dàng lấy đi số tuổi thọ còn lại của nạn nhân đang phải đối mặt với mụ ta và biến nó thành của mụ. Điểm đặc biệt ở sức mạnh này chính là mụ ta chỉ cần ngồi yên trên ngai vàng và rút số tuổi thọ tương ứng mà bà ta muốn ra khỏi người đó và biến nó thành của mình. Và chỉ cần đối thủ của bà ta ngồi im một chỗ và không thể di chuyển. Đối với những người sử dụng Haki thì đây đúng là một điểm yếu chí mạng. Vì Big Mom không cần phải chạm vào người mà bà ta muốn chiếm đoạt, nên dù có Haki vũ trang thì cũng phải khoanh tay mà chào thua thôi. Tuy nhiên có nhiều tình tiết khiến cho sức mạnh trá ác quỷ này không thể thực hiện được. Như lúc Big Mom bắt giữ Brooke, tại sao bà không rút tuổi thọ của Brooke để khiến cho mụ có thể sống mãi mãi? Và điều đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn đối với mình. Trái Nikyu Nikyu. Nikyu là trá ác quỷ đã được sử dụng để tiễn đưa những thành viên thần tính của băng mũ rơm một chuyến bay thật xa đến những hòn đảo khác. Nikyu là một trá ác quỷ thuộc sở hữu của bạo chúa Kuma, người mà giờ đây đã trở thành một cỗ máy luôn ngoan ngoãn nghe lời Thiên Long Nhân mà không một chút nào chống trả. Tuy nhiên, khi còn đầy đủ nhận thức của mình, Kuma là một nhân vật rất đáng sợ. Ông không bao giờ ồn ào hay hốt hoảng với bất kỳ ai. Ngay cả khi đối mặt với đối thủ của mình thì Kuma luôn điềm tĩnh một cách đáng sợ. Và cũng nhờ vậy nên mọi người luôn luôn trong tình thế rằng không biết hắn ta đang nghĩ gì để có thể đối phó. Tuy nhiên, một khi Kuma đã lột bao tay của mình ra thì đó mới là một cơn ác mộng thực sự. Nhờ vào sức mạnh của trái Nikyu nên hai bàn tay của Kuma có những miếng thịt đệm dày như tay gấu, đem lại cho ông khả năng đánh bay mọi đối thủ cứng đầu chỉ trong một lần chạm. Và vì thế nên đây hoàn toàn là một sức mạnh có thể khắc chế Haki đỉnh cao rồi. Vì có bọc Haki hay gì đi nữa thì chỉ cần một chạm là bay mất tiêu rồi, còn đâu mà đánh với đấm. Trái Hana. Trái Hana của Robin thì chắc không còn lạ lẫm gì nữa rồi. Và vì như vậy nên mình sẽ không nói sâu về phương thức hoạt động cũng như sức mạnh của nó, mà hãy cùng tìm hiểu những cách làm thế nào để trái Hana có thể chống lại những người sử dụng Haki nhé. Đầu tiên thì chắc chắn không thể nào xông lại vào mà đánh đấm với trái Hana rồi. Vậy nên hãy thông minh hơn bằng cách mọc tay ra từ đằng sau của đối thủ và tấn công hắn. Trong phim chúng ta có thể thấy Robin sử dụng cách này để dọn lính một cách vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên đối với những đối thủ to lớn và mạnh thì cô lại không đủ sức để hạ chúng. Nên mình nghĩ cái mà Robin cần chính là sự rèn luyện cho thể lực. Nếu đủ khỏe cô có thể khóa cổ những đối thủ to lớn hơn. Trái Giro Giro. Trá ác quỷ xuyên thấu cho phép người sử dụng có thể nhìn xuyên qua vật thể và đọc được suy nghĩ của người khác. Và tất nhiên rằng không một loại Haki nào có thể chặn được những đòn xuyên vào tâm trí cả. Vậy nên dù có bọc Haki cỡ nào đi chăng nữa thì suy nghĩ vẫn sẽ bị lộ thôi. Tuy rằng trái Giro không nằm trong những trá ác quỷ được sử dụng để tấn công người khác, nhưng nếu nó được sử dụng vào mục đích tra khảo hay tìm bí mật gì đó thì nó lại là một công cụ tuyệt vời vì nó không ngán bất kỳ ai. Trái Doku Doku. Trái Doku là một trái quỷ suýt nữa đã tiễn Râu Đen và Luffy bủ rơm qua thế giới bên kia nếu không có sự chữa trị kịp thời. Thuộc sở hữu của đại quản giáo Magellan, trái Doku nằm trong tay ông ta đã khiến cho Magellan trở thành một trong những kẻ đáng sợ nhất trong thế giới hải tặc tại Impel Down. Khi nghe đến cái tên của ông, với sức mạnh của trái Doku, Magellan có thể sử dụng nó như một trái Logia bình thường, vì ông có thể biến ra kịch độc và biến cơ thể của mình thành một người độc. Mà mỗi khi lỡ tay chạm vào thôi thì có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Đến cái Râu Đen, người có thể nói là sở hữu trái quỷ mạnh nhất, có khả năng hấp thụ các trái quỷ khác cũng không thể làm gì được Magellan. Trái lại còn mém chết thì các bạn phải biết Magellan đáng sợ như thế nào rồi. Tất nhiên, độc không chỉ là dung dịch mà Magellan có thể điều khiển, mà nó có thể bốc hơi để trở thành dạng khí. Cho nên nếu có được bọc Haki vũ trang đi chăng nữa mà có lỡ hít độc vào thì cũng như không mà thôi. Trái Zushi Zushi, trái trọng lực của Fujitora, một đô đốc hải quân vô cùng nổi tiếng với fan One Piece gần đây. Một người có thể lùi cả một thiên thạch xuống trái đất chỉ để đánh nhau với một người. Tất cả đều nhờ vào sức mạnh từ trái Zushi bá đạo mòm đá ăn. Trái trọng lực cho Fujitora có được khả năng đè bẹp mọi thứ theo đúng nghĩa đen của nó. Và nếu như ông đã nhắm vào một kẻ nào đó và xác định được vị trí của hắn đang đứng thì chỉ cần sử dụng trọng lực để đè bẹp kẻ đó mà thôi. Tất nhiên khi bị đè bẹp rồi thì có muốn chạy cũng chẳng được, mà đứng lại đánh cũng chẳng xong. Tuy nhiên, những người có thể bọc Haki khắp cơ thể như Vergo thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng lắm với những sát thương bị gây ra từ việc bị đè ép. Nhưng ít nhiều cũng phải bị dính hiệu ứng từ trái Zushi của Fujitora mà thôi. Trái Gura Gura. Trái Gura, trái quỷ chấn động của người đàn ông mạnh nhất thế giới. Sức mạnh của nó được cho là có thể xóa sổ cả thế giới. Nói đến đây thì chắc các bạn cũng hiểu vì sao trái Gura được góp mặt trong danh sách này rồi. Vì chỉ cần vài chấn động khiến cho trái đất bị chao đảo, hay tệ hơn là làm cho trái đất bị vỡ tung, thì có thành thục Haki đến đâu thì cũng chẳng còn chỗ để mà sống. Tuy nhiên nếu làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đồng minh và cả Râu Trắng nữa, nên ông sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Thay vào đó chúng ta được thấy Râu Trắng sử dụng sức mạnh của trái chấn động để cường hóa thành đào của ông, để mỗi lần vung đao thì chỗ đó lại rung lắc dữ dội. Tuy nhiên có lẽ không hiệu quả cho lắm, vì chúng ta có thể thấy rằng Shanks có thể dễ dàng đỡ lại chỉ bằng một tay. Nên mình nghĩ rằng nếu Râu Trắng thực sự muốn kẻ nào đó sử dụng Haki một cách siêu đẳng như vua bóng tối thì ông chỉ cần tạo ra một vài cơn động đất rồi chồn kẻ đó xuống vực sâu là xong. Trái Gasu Gasu. Giống như trái Doku của Magellan, trái Gasu cũng có khả năng tạo ra độc tố, tuy nhiên nó lại luôn ở dạng khí và Shisha sẽ luôn luôn được miễn nhiễm với tất cả mọi loại khí độc. Vậy nên có thể nói rằng trái Gasu có phần tiện lợi hơn trái Doku, vì một phần nó là một loại trái Logia và cũng như đã nói, Magellan có thể làm khí độc bốc hơi từ dung dịch độc mà ông tạo ra để hạ gục đối thủ qua đường hô hấp. Tuy nhiên để làm được điều đó thì Magellan sẽ phải tốn một lượng lớn chất độc và chờ thời gian cho nó bay khắp không khí. Còn đối với Shisha, chỉ cần tỏa độc ra khắp không khí thì có là ai đi chăng nữa cũng sẽ phải hít chúng mà gục ngã thôi. Chưa kể, Shisha còn là một nhà khoa học đại tài khi hắn biết những cái lợi cũng như những cái hại khi mà con người không nên tiếp xúc và hít vào, nên phần tỏa độc cho người khác hít có lẽ sẽ chỉnh chu và nhanh chóng hơn nhiều so với Magellan. Trái Hobi Hobi. Và cuối cùng là trái quỷ một chạm, mình đùa chút thôi, vì dựa theo khả năng cực độc của trái quỷ này khi muốn tấn công một ai đó, trái Hobi được sở hữu bởi Sugar, thành viên chủ chốt của băng Don Quixote, người đã có công rất lớn trong việc giúp Doflamingo cai trị Dressrosa một cách công khai và minh bạch. Trái Hobi mà cô đã ăn có tác dụng rất mạnh, giống như trái Nikyu của Kuma. Hobi cũng chỉ cần chạm vào đối thủ, chừng khác ở chỗ kẻ thù và Kuma có thể được sống tiếp và an toàn tuyệt đối. Còn trái Hobi cũng như vậy, nhưng thay vì đánh đối thủ bay ra xa, cô lại biến bọn chúng trở thành một món đồ chơi và luôn sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của cô đặt ra. Và đối với những người sử dụng Haki, nếu không chơi đánh lén như Usopp thì không ai dám lại gần cô nàng Loli này đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.